tâm nhận ra đúng sai, chỉ biết sống cho mình ta thôi. Có giây phút canh cánh trong lòng khi cuộc đời còn nhiều niềm đau, ta quay lưng nhìn lại chính ta, ta đã quên một điều giản đơn là có gia đình luôn bên ta. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi ta không có giận hờn, nụ cười luôn nở trên môi, yêu thương sẽ luôn ở đây thôi. Dạn người và luôn đẹp xinh khi ta luôn có gia đình, mọi người sẽ chia vun đắp giữ mái ấm gia đình yêu thương. Anh đó nha, em nhắc lại một lần nữa nha, anh mà còn nghe lời người ta làm lung tung đó ha, là em giận anh luôn. Thôi mà, anh xin lỗi mà. Xin lỗi cái gì? Sao mà có thể mà bị người khác có thể xui khiến được mình, rồi sai khiến ý nghĩ của mình như vậy, sao nghe tùm lum vậy? Thì mai mốt anh không nghe nữa, tại vì sao? Quan điểm của em trước giờ vẫn vậy, nếu mà mình không thương bản thân mình thì không có ai thương mình hết. Tình yêu không phải là hả cân đường ký gạo mà cân đông đo đếm không có thấy liền như vậy được. Đúng, biết rồi. Chưa? Đúng, em nói đúng. Em nói đúng không? Ừ. Ngoan, chồng em ngoan quá. Dạ. Ê, hai đứa về chung phải không? Há dạ. Ủa, rồi đứa nào qua chờ đứa nào vậy? Dạ con. Con đi làm sớm xong con qua con đón Quý về luôn. Đúng á. Thi thoảng đó, con mà về sớm á, con cũng nên đi qua, con chờ quá vậy đó. Má thấy vậy hay á. Thôi con thấy là do cái thời gian nữa mình linh hoạt sao, chứ đâu phải lúc nào mình cũng phải qua đưa đón vậy đâu má. Phải đi về chung. Thí dụ mà trong lòng mình có muốn nói cái gì, mình có vui quá hay mình có buồn bực cái chuyện gì quá, hay mình muốn tâm sự gì đó, lợi dụng hai đứa đi cùng với nhau nè, xong cái mình giận trong lòng, cái mình nói mình hết giận, mình buồn bực cái gì, hết buồn bực, mình vui, trời, niềm vui là càng tăng lên gấp đôi. Tức là phải xả ra đúng không? Phải thì đó. Sẻ chia đúng không? Ừ. Nhưng mà con thấy Quý nói cũng đúng đó. Tụi con tuy là làm chung nghề, nhưng mà khác nơi làm, khác địa điểm. Mỗi nơi là một cái nó cách xa nhau lắm. Cái giờ tan tầm, kẹt xe rồi khói bụi mà đi đưa đón nhau nữa. Tao nói nhiều khi mình còn bực dọc hơn nữa. Quý nhiều khi nói đúng đó. Hai má. Hay vô. Con vô nha. Đợi anh xíu, Rồi, xong rồi, tới đây. Quá. Em có làm cho anh cảm thấy là rất là khó chịu và bực bội không? Không, cái đâu khó chịu. Ý của em á là hả, em không có muốn là hả, tự nhiên cái cưới nhau cái là phải sống một cuộc sống hôn nhân liền. Em không có quen với chuyện đó, anh hiểu không? Với lại anh biết không, em nói anh nghe nè. Tại vì á mình á, nhiều người á cái kiểu người ta cưới nhau cái người ta coi nhau như là vợ chồng, cái hả người ta cư xử nhau như vợ chồng, người ta không có thương, người ta không có mặn nồng nữa. Tự nhiên cái đang yêu nhau cái cưới nhau cái hả hết thương nhau, không phải là hết thương nhau mà cũng nghĩa là người ta không có lãng mạn nữa. Có nhiều người ta yêu ha 10 năm 20 năm thì vẫn lúc nào cũng như là người tình vậy, mới quen nhau vậy mới là có động lực chứ. Tự nhiên cái hả yêu nhau rồi cái đang vui vẻ cái kết hôn cái giống như là nắm mồ chôn hạnh phúc. Em đang sợ phải không? Không phải là em đang sợ, nhưng mà em muốn là mình lúc nào cũng chăm sóc nhau giống như ngày đầu anh quan tâm em. Em thương anh vì anh quan tâm em, mà tự nhiên cái giờ cái thay đổi gì em muốn quen. Rồi, từ từ rồi sẽ quen thôi. Có gì đâu mà không quen ha. Anh sẽ thông cảm được điều đó, yên tâm đi. Mày nhả ra người ta xúc dưới leo này trời. Nhả ra. Ta đã bưng ra bàn nè, rồi kêu mọi người xuống ăn cơm nha. Đây là món em thích nè. Đó, ăn đi, ăn nhiều vô. Nè, đó, ăn nhiều vô. Nè, đây là rau nè, rau sẽ bổ sung chất xơ tốt cho đường tiêu hóa của mình. Mà nhiều quá à. Không, em phải ăn thêm, ăn nè, thịt bò vô nữa nó mới có chút thôi. Máu nó tốt cho máu của mình. Nhưng mà mặn. Không, đây. Ăn không được phải không? Nhiều quá phải không? Chan miếng nước canh vô, chan miếng nước canh cho dễ nuốt.
Cái này cho em thích ăn lắm, anh quá cầm về cho nguyên tô. Rồi. Cầm về nguyên tô luôn. Đó nè, ăn đi đó. Trời ơi, đồ ăn nó lắp hết cơm rồi, thấy đường đâu ăn cơm. Không, mình phải ăn như vậy nó mới tốt cho sức khỏe, ăn nhiều rau vô. Rồi mọi người ăn đi mọi người. Mọi người ăn đi nè. Không, để cho em ăn luôn, thích quá. Ăn vô. Đó, ăn từ từ. Ngon. Ngon ạ. Quá. Dạ. Má gấp một miếng được không? Dạ, mang đi. À, thêm một miếng nữa. Nè, ăn thêm. Bây giờ nè, em phải ăn thêm miếng thịt bò này vô nữa. Ăn thịt bò là bổ máu lắm. Đó, với là ăn rau vô là hệ tiêu hóa mình vừa có máu tốt, vừa hệ tiêu hóa. Trời ơi, được rồi. Chút đầu. Căng quá, nó mới vừa đưa cái giò ra. Lườm cái út cái giò nó lườm cho. Sợ dữ lắm. Phải công nhận nha. Cái thằng quá đích thị là cái cốt của nó là cái cốt sợ vợ. Chắc luôn á. Bầu cũng không tin hả? Bà thấy không? Mỗi lần mà con Quý mà ra lệnh một cái gì, nói của cái gì, đúng hay sai nó không cần biết. Nó nghe theo răm rắp, không sai một ly. Ôi trời ơi, rầu quá trời rầu thôi. Con thấy là chuyện này cũng bình thường, đâu có gì đáng lo đâu má. Lo chứ sao không lo, con nói thì sao mà không lo trời. Con thấy nhà này cũng ngộ nha. Con cho em mới là con của má, con ruột của má là cho em. Mà bây giờ má lo cho em để hơn cả con ruột của mình luôn, lạ thật. Đối với má, con nào cũng là con ha, không có rể, không có dâu, rồi không có con ruột gì ở đây. Má cần một sự công bằng, con hiểu chưa? Chứ bây giờ rõ ràng á, bà thấy không? Thằng Quá với con Quý á, cái giai dế nó ngộ lắm. Con Quý thì giống như thằng chồng vậy đó, còn cái thằng Quá giống như con vợ. Đúng vậy rồi. Đó. Sao mà được? Đúng không? Mà theo con thấy á, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Bây giờ Quá với Quý như vậy á, cũng là đặc trưng của mối quan hệ của tụi nó rồi. Bây giờ chỉ cần thoải mái, hạnh phúc là được mà. Nói nghe nè, nếu mà được như vậy á thì coi như cũng may mắn rồi. Có gì để nói đâu. Cái vấn đề không phải như vậy. Thực tế là cái con kia là một cái con vô tâm, là một cái con lạnh lùng, không lo lắng, không chăm sóc gì chồng. Một lúc nào đó thằng kia nó sẽ chán, hôn nhân này sẽ đổ vỡ thôi. Má Sáu bà nói đúng á. Má thấy vậy nè, phụ nữ ngoài xã hội có cỡ nào đi chăng nữa, có là bà nào, ông nào đi chăng nữa không cần biết. Nhưng mà khi về tới nhà, đúng rồi, thì phải biết lo cho chồng. Đúng rồi. Lo cho con. Đúng rồi. Quán xuyến nhà cửa. Đúng. Chứ ai mà như vậy được. Quá lạnh lùng, quá vô cảm. Trời ơi, em làm thấy hả? Mình cái vai mình đó, nó mềm ra. Ngồi im coi. Anh, em công nhận nha, anh có tay nghề lắm á. Anh có khiếu đó. Không phải ai cũng nhấn vô mà đá như anh đâu. Em nói thiệt với anh, sau này mà không có làm sự kiện nữa, đi đóng bóp giác hơi có tiền lắm luôn. Trời ơi, hết chuyện nói kêu chồng mình đi làm đóng bóp giác hơi. Ừ, ok, mốt tôi thất nghiệp tôi đi làm đóng bóp giác hơi. Xong tôi đóng bóp giác hơi cho mấy cô mà lớn lớn đó. Mệt. Nói nghe nè. Vậy bữa giờ công việc công ty sao rồi? Công ty chán phèo, không có gì thú vị. Chán phải không? Chắc mai mốt nhận được mấy sự kiện lớn á là bảo đảm hết chán liền chứ gì. Mà nè, anh nói nghe. Vậy em đừng có tham công tiếc việc quá. Làm mấy cái sự kiện nhỏ mà em đã như vậy rồi, không biết làm mấy cái sự kiện lớn. Cho anh đi hốt xác em về nha. Ủa, anh làm như đó giờ em chưa làm sự kiện lớn. À, tôi biết giỏi rồi. Giỏi, giờ tôi mới ngồi massage cho nè. Anh, mà không biết sao dạo này em bị gì hả? Mỗi lưng, mỗi vai, mỗi cổ thiệt á. Sáng nào thức dậy cũng rim người hết trơn. Nên đó anh mới nói rồi, em là phải giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng làm việc quá. Mọi thứ để anh lo cho ha. Ủa, đây. Anh đã nghe nè. Gì? Anh không bảo đảm cho công việc của em như thế nào, nhưng anh hứa với em một điều á, là anh bảo đảm cho cuộc sống hôn nhân của mình sẽ không bị tẩy nhạt. Đồng ý anh không? Bỏ tay ra. Cái gì vậy? Anh bỏ ra coi. Anh làm cái gì sai với tôi rồi phải không? Sao tự nhiên bữa nay ngọt ngào? Trời ơi, tôi yêu vợ tôi cũng cần phải có lý do nữa hả? Giọng cái chết, giờ bóp da tiếp đi. Đi. Tôi bực mình bà lắm, từ ở ngoài chợ đến giờ này luôn á. Bà bực thì đi vô trong bếp nói chuyện. Không, tới liền à. Dòm đi.
Mày dòm đi. Mệt mỏi lắm. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi cái gì? Nè, tôi đã nói rồi. Đây, cái cà chua này nè. Sao? Còn trả thêm được 10 ngàn nữa đó. Lật đật bỏ vô trong vỏ à. Trời ơi, bà Sáu, tôi lại bà. Tôi nói bà từ lúc đó rồi bà vẫn chưa hiểu ra vấn đề hả? Vấn đề hiểu nhưng không chấp nhận. Người ta buôn bán người ta cực khổ quá mà. Bà bớt cái gì mà bà bớt từng đồng từng cắt một. Tôi nói bà cái nghe gì đúng thôi chứ. Không phải, bây giờ tôi nói bà 10 ngàn đồng bạc nữa bà bớt được người ta, bà có cao lên được miếng nào không? Không. Sao bà bớt hoài vậy? Đi, đi vô. Dạ thưa hai má con đi làm. Dạ, hai má đi làm. Hôm nay hai đứa đi làm chung, chung hả? Dạ. Hôm nay con chở Quý đi làm. Khoan. Nó xe nữa đó. Lết. Đi. Con đi làm nha. Con đi làm nha hai má. Chào má. Sao vợ sao cười dữ vậy? Hôm nay em có phim hả? Phim gì? Phim đó, con thấy bình thường má hay canh giờ có phim mà. Cái phim đó phim mà tới giờ mới coi. Nói nghe nè. Đáng sợ quá à. Thở sao gì? Có chuyện gì cười hoài vậy? Sao sao sao? Kể con nghe. Có gì đâu kể đi con nghe nha. Ừ. Biết không? Sáng đó, ừ. Má với là mà má chồng con á, ừ. Đi chợ về. Cái xong cái tự nhiên cái nhìn thấy ha. Thằng quá đó. Nó đứng ngay hiên nhà vậy nè. Ừ. Nó cổng con vợ nó. Nó cổng chó em. Nó kêu bởi cổng chó em đi ra ngoài đi. Tới cái chỗ đi ngoài chữ xe. Chở vợ nó đi làm. Vui chưa? Nó cổng. Thiệt không á? Thiệt. Quá cổng Quý ra xe đi làm. Ừ. Vui không? Vui. Trời sao lãng mạn dữ vậy? À, con cũng muốn một lần á hả? Được tận mắt trông thấy luôn á trời ơi. Thiệt không? Kể mà không có tin được luôn á trời. Thiệt không? Thiệt. Con muốn lắm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ kêu thằng chó anh nó cẩm con y chang như vậy thôi là con thấy liền. Trời đất ơi, bây giờ là bà bầu rồi làm sao mà ổng cổng nổi nữa, lớn rồi người ta không ham á trời. Ổng cổng thì bồng vậy nè, bồng ngang vậy nè. Thích lắm chứ bà. Đã vậy đi. Đó là thiệt mà. Thiệt không? Thiệt. Tao lên tao kêu nó bồng á. Ừ. Hôm nào mà má thấy á má gọi con xuống không? Dạ yeah, muốn lắm. Má sẽ rình suốt thôi. Sao mà làm được vậy ta? Đáng yêu quá trời. Làm những cái cục kịch mình á. Hả? Làm dở hết hồn à. Đang tương tư anh chàng nào mà tôi về mà không hề phát hiện được đứa cực. Đang nhớ ai vậy? Đang nhớ tôi đúng không? Chồng là đúng rồi. Ừ. Em mà chồng. Ừ. Đối chồng. Ừ. Sáng nay đã có cảnh tượng gì xảy ra? Trời, đố vậy cũng đố rồi vậy ạ. Tâm linh tương thông. Đó. Nhưng mà bây giờ chưa có thông. Không biết. Vậy thì tâm linh đúng chứ. Chứ sao biết được? Đây nè, đây nè. Sao? Em đã được nghe hai má kể hả? Là sáng ngày hôm nay, dưới ánh nắng ban mai lung linh, đã có một chàng trai xuất hiện. Đó chính là Quá đã cộng Quý ra xe. Thì sao? Không thấy ngôn tình hả? Không thấy lãng mạn hả? Thấy bình thường luôn á. Chứ giận muốn sao? Chứ trước mặt hai má bây giờ phải nhào vô ôm hôn nhau thì mới lãng mạn hả? Lỡ Quý nó đi cầu thang xuống bị chật chân nhờ cổng ra giùm thì sao? Thấy bình thường cũng gì lãng mạn anh em ơi. Giờ phụ cái gì nè? Bây giờ đặt rau xếp rau nọ. Tính tình gì mà? Ôi, có hả? Ăn cơm. Hả? À, nghe đồn là sáng nay ai kia được ai kìa cổng ra xe đi làm hả ta? Có gì đâu, thì cổng ra xe có một tí thôi mà. Ai? Đi ra từ cổng ra ngoài xe. Bậy. Sao đâu? Nó vậy không có được. Người ta bỏ cả tấm chân tình mình ra. Người ta cổng dù có từ nhà ra xe thì cũng phải trân trọng tấm chân tình đó mà nói một thái độ hoàn toàn khác. Đúng. Không có được nói cái thái độ đó. Đúng rồi. Thấy không? Tiết kiệm được bao nhiêu công sức mà. Đúng. Thôi đừng có chọc em nữa, vô duyên quá cho anh này. Không hề chọc, đây là sự quan tâm của chú anh dành cho em. Cho em cần phải ghi nhận cái điều đó. Hiểu không? Mà thiệt, bà xã. Sao? Giờ mình không thấy một điểm lãng mạn gì luôn á. Anh lặt rau cho em thôi, thấy lãng mạn hơn nè. Nhìn gần, quan trọng em hả?
ai nhìn thấy, tất cả ai mà nhìn thấy, ai mà nhìn thấy chuyện đó. Không thấy gì hết á, không thấy gì hết. Gà. Bị sao đâu tiếng la làng lên vậy? Ủa cái gì vậy bà? Không, hồi nãy tôi thấy nó giật quá trời, nó giấu đó, nó giấu mình, nó sợ đó, nó à, sợ à, con làm vậy phải không? Đó thấy chưa? Ừ. Nó bị lần hai rồi kìa, trời ơi, lần ba là nó đi luôn. Điện thoại đâu? Điện thoại nào? Gọi cấp cứu. Điện thoại bà đâu? Điện thoại bà đâu? Hằng ngày bà cầm cái điện thoại trên tay. Thì lúc cần thì không có. Mọi người. Trời ơi. Máy với cô Sáu bình tĩnh. Con đang tập tạo nét. Nét gì? Nét gì? Ai biết nét gì? Lát khi mọi người sẽ hiểu. Bí mật. Thôi, đừng làm nữa. Hiểu quá à. Hiểu quá. Hết rồi, theo nó luôn vậy đó. Trời ơi, thì nó là làm cái gì vậy? Ai biết rồi, sao tôi thấy nó biến cái quá dị quá. Sao mà tôi hiểu được trên đời có những cái nét mà tập cái gì mà bỗng tuốt vậy? Em mới về. Dạ. Má đâu rồi? Dạ. Hả? Yêu chồng không? Yêu chồng lắm yêu. Thấy chồng dễ thương không? Miêu 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 dễ thương quá. Nóng quá. Thôi em bị nóng quá, em đi tắm nha. Dạ. Miêu 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 miêu. Thì ra là làm vậy để lấy lòng quý. Phản tác dụng, nhỏ sợ chạy mất dép. Tội nghiệp. Thứ, bất tài vô dụng. Nó cháo bà. Dạ. Mèo 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 mèo. Anh bỏ tay xuống. Anh làm gì? Nãy dưới phòng khách anh làm gì vậy? Thì anh làm giống như anh của ngày xưa đó. Lúc nào cũng đeo đũa và trân trọng em. Miêu 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 miêu. Thiệt chứ không biết nói với anh sao luôn á. Anh hiểu cái gì? Anh hiểu điều em muốn nói mà. Anh hiểu điều em muốn nói là sao mà anh làm vậy hả? Ừ. Thì có hết biết nói với anh sao. Em đi tắm. Em đi tắm. Trời ơi là trời. Miêu miêu miêu. Ủa? Bộ mình làm vậy là không ngọt ngào quá trời. Anh hả? Anh ơi, em tới rồi nè, anh đâu vậy? Rồi, ngồi ngoài nha. Cà phê sữa đi em. Ok bà xã. Em có thể uống bất cứ thứ gì cũng được. Tất cả những thứ nước ngọt ngào nhất. Nhưng nó cũng sẽ không ngọt ngào bằng anh đâu. Em uống bà sữa đúng không? Cà phê sữa tuy đậm đà, nhưng không đậm đà bằng tình yêu của anh dành cho bà xã đâu bà xã à. Anh làm cái gì ở đây vậy quá? Đợi anh một chút. Anh biết cách hâm nóng tình cảm của đôi mình đó vợ à. Viên kem ngọt ngào với anh thôi. Anh
Trời ơi. Ngôn tình quá à. Tiếc là bây giờ có chồng rồi làm gì còn ngôn tình như vậy nữa. Không hiểu mấy người phụ nữ trong nhà này sao á. Má sao nữa kìa. Lớn rồi mà coi cười kìa, cười mãn nguyện ghê không. Rồi là em nữa. Hả? Mấy phim này không được, đổi kênh đi. Ê, này con mà. Ờ cái thằng này, người ta phải tạo tình huống gây cấn, có lên có xuống. Nhưng mà tính ra vậy nè, chưa dễ thương, chưa hay bằng cái gặp quý quá đâu. Bây giờ thấy tụi nó hôn, nó cũng lãng mạn rồi, nó khắng khích với nhau chưa, nó ngọt ngào với nhau chưa, cái cặp này thua. Thua xa. Ủa, Má sao rồi, con thấy cho em với em rể á, giờ này là hơi bị lố rồi đó. Lãng mạn là lố lắm rồi đó, bây giờ ảnh hưởng tới vợ con luôn, bây giờ vợ con bị ảnh hưởng rồi nè. Gì vậy? Em thích ngôn tình rồi đánh giờ mà. Nhưng mà nó được phải có bước nào đó vừa phải thôi. Bị con, lố không con coi lại con đi. Ừ. Ấy chưa? Thấy cho em nói gì chưa? Lãng mạn có đào được tiền không hả bà xã? Chứ anh nói rồi, cái gì á mình cũng lãng mạn vừa phải thôi, lố quá thật có được. Chuyển kênh à. Thế này thì có vừa không chào? Vừa. Có giây phút tìm cánh trong lòng, khi cuộc đời còn nhiều niềm đau. Ta quay lưng nhìn lại chính ta, ta đã quên một điều giản đơn. Là có gia đình luôn bên ta, cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi ta không có giận hờn, nụ cười luôn nở trên môi, yêu thương sẽ luôn ở đây thôi, dạng người và luôn đẹp xinh khi ta luôn có gia đình, mọi người sẽ chia vun đắp